cuộc gì tự tánh tịnh quán địa cho đến tự tánh Như Lai địa ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư. Lại nữa thiện hiện cực kỳ địa cho đến pháp vân địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cực kỳ địa cho đến pháp vân địa trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh cực hỷ địa cho đến tự tánh pháp vân địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. uống gì tự tánh cực hỷ địa cho đến tự tánh pháp vân địa ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao vì trong bình đẳng tự tánh pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc vì sao vì trong bình đẳng tánh bình đẳng còn bất khả đắc Uống gì tự tánh pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư lại nữa thiện hiện năm loại mắt sáu phép thần thông ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc năm loại mắt sáu phép thần thông trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao vì trong bình đẳng tự tánh năm loại mắt sáu phép thần thông ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc vì sao vì trong bình đẳng tánh bình đẳng còn bất khả đắc huống gì tự tánh năm loại mắt, sáu phép thần thông ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư. Lại nữa thiện hiện, mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao vì trong bình đẳng tự tánh mười lực như lai cho đến tự tánh mười tám pháp phật bất cộng ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc vì sao vì trong bình đẳng tánh bình đẳng còn bất khả đắc huống gì tự tánh mười lực như lai cho đến tự tánh mười tám pháp phật bất cộng ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư lại nữa thiện hiện pháp không quên mất tánh luôn luôn xả ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc pháp không quên mất tánh luôn luôn xả trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao vì trong bình đẳng tự tánh pháp không quên mất tánh luôn luôn xả ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc vì sao vì trong bình đẳng tánh bình đẳng còn bất khả đắc huống gì tự tánh pháp không quên mất tánh luôn luôn xả ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư lại nữa thiện hiện trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao vì trong bình đẳng tự tánh trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc vì sao vì trong bình đẳng tánh bình đẳng còn bất khả đắc uống gì tự tánh trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư lại nữa thiện hiện dị xanh thanh văn độc giác bồ tát như lai ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc dị xanh cho đến như lai trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc vì sao vì trong bình đẳng tự tánh dị xanh cho đến tự tánh như lai ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh dị xanh cho đến tự tánh như lai, ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư. Vì ngã hữu tình, nói rộng cho đến người biết người thấy bất khả đắc. Như vậy thiện hiện các đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa, tinh cần tu học ba giai đoạn bình đẳng, mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí, như vậy gọi là tướng đại thừa ba giai đoạn bình đẳng của các đại bồ tát nếu các đại bồ tát nào an trụ trong tướng đại thừa như vậy thì vượt khắp tất cả thế gian trời người a tu la vân vân mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí làm lợi lạc hữu tình ở đời vị lai bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn lành thay lành thay nay Như Lai khéo vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết nghĩa đại thừa như vậy đại thừa như vậy tối tôn tối thắng chúng đại Bồ Tát ở đời quá khứ đã học trong đây mà chứng đắc trí nhất thiết trí chúng đại Bồ Tát ở đời vị lai sẽ học trong đây mà chứng đắc trí nhất thiết trí tất cả chúng đại Bồ Tát đời hiện tại ở mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới đang học trong đây cũng được chứng đắc trí nhất thiết trí, cho nên đại thừa tối tôn tối thắng, có thể làm nơi nương tựa chân thật thủ thắng cho trí nhất thiết trí của chúng đại Bồ Tát. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, chúng đại Bồ Tát ở đời quá khứ vị lai hiện tại có thể dựa vào đại thừa mà tinh cần tu học thì mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi lạc hữu tình nơi đời vị lai, cho nên đại thừa tối tôn tối thắng vượt khắp tất cả thế gian, trời người A Tu La vân vân. Vì vậy chúng đại Bồ Tát phải siêng năng tu học bấy giờ mãn từ từ bạch phật bạch thế tôn lúc trước như lai dạy tôn giả thiện hiện vì chúng đại bồ tát tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sau nay lại thuyết nhiều nghĩa về đại thừa lúc đó thiện hiện liền bạch phật bạch thế tôn từ trước đến nay con nói nhiều nghĩa về đại thừa nhưng không lúc nào trái ý bát nhã ba la mật đa phật bảo thiện hiện từ trước đến nay ông thuyết nhiều nghĩa đại thừa đều tùy thuận theo bát nhã ba la mật đa không chỗ nào sai trái vì sao vì tất cả pháp thiện pháp bồ đề phần pháp thanh văn pháp độc giác pháp bồ tát hoặc pháp như lai tất cả pháp như thế đều thâu nhiếp thâm nhập vào bát nhã ba la mật đa sâu xa thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn những gì là tất cả pháp thiện pháp bồ đề phần pháp thanh văn, pháp độc giác, pháp bồ tát hoặc pháp như lai, tất cả pháp như thế đều thâu nhiếp thâm nhập vào bát nhã ba la mật đa sâu xa. Phật bảo thiện hiện bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa.